mến chào các bạn. Hôm nay ngày 23 tây tháng 3 năm 2022, nước trên trang mạng của Fans24 thì có tin đó là chính quyền Taliban của nước Afghanistan à, là nước Afghanistan vừa có ra thông báo đó là những học sinh nữ học từ lớp 6 cho đến trung học tạm thời sẽ không được đi học. À, họ phải đợi đến khi chính quyền có một à, chương trình giáo dục phù hợp với phong tục tập quán của nước Hãn và phù hợp với cái đạo luật của À, đạo hồi cho nên những à, học sinh nữ học từ lớp 6 cho đến trung học tạm thời sẽ không được đi học. À, thì khi họ trở lại nắm chính quyền vào năm ngoái, họ đã hứa với những nước phương Tây rằng họ tiếp tục ủng hộ những đứa bé gái đi học. À, thì các bạn còn nhớ vào những năm 90 khi họ còn nắm chính quyền thì họ đã cấm à, tất cả những à, bé gái đi học. À, nếu như họ vẫn tiếp tục như vậy thì đây sẽ là một trở ngại lớn cho những người đang à, kêu gọi những nước phương tây à, ủng hộ giúp đỡ những à, cháu gái trong nước a phố hãng để có một cuộc sống à, tốt hơn à, với cái thông báo bừa này thì đã làm cho những à, đứa bé gái à, buồn nhưng mà họ đã à, luôn hy vọng rằng họ sẽ trở lại à, trường học một ngày gần đây Thinh, xin chia sẻ cái tin này cùng các bạn chúc các bạn một ngày an lành xin chào